Chủ tịch, chủ tịch đi gặp gia đình nhà gái có khác gì? Về từ lúc đến bây giờ em đứng em đếm chắc phải được 98 lần cười một mình trong vòng 30 phút đấy. Thật thế á? Nhưng mà không hiểu sao đi gặp phụ huynh của người yêu về, tôi cứ có cảm giác như là mình sắp được làm chú rể tới nơi rồi ấy. Nó lạ lắm. Đấy, chị Thảo đưa anh về gặp phụ huynh gia đình rồi. Thế anh cũng phải tính đưa chị ấy về ra mắt hai bác đấy còn gì nữa. À chủ tịch, cho em hỏi cái này nhá. Chị Thảo ấy thì không có gì để chê rồi. Thế nhưng mà cái vấn đề nó môn đăng hộ đối như thế nào ấy? Em thấy là hai bác thì kỹ tính, nhớ chị ấy bị phản đối thì làm sao ạ? Cậu bây giờ lại còn bao đồng như thế cơ à? Hả? Không. Thế giờ người yêu mình không lo, đi lo cho người yêu của sếp à? Không phải, ý em không phải là như thế. Mà bây giờ em sợ chị Thảo phản đối. Bây giờ anh với chị xứng đôi vừa lứa thế cơ mà. Thôi, cậu đừng có lo vớ vẩn đi. Gia đình nhà Thảo cũng cơ bản lắm. Bố của Thảo là chủ một doanh nghiệp, còn mẹ cô ấy thì là giáo viên. Như vậy đã đủ với đăng hộ đối chưa hả anh trợ lý? Vâng, thế thì em yên tâm rồi. Chị Thảo mà em bị phản đối thì em đau lòng chết mất. Nhưng mà phải công nhận là chủ tịch may mắn rồi đấy. Vừa quen được chị Thảo, vừa thông minh, vừa sắc sảo. Thế nhưng mà một điều nữa là tuy rằng là chị ấy có tất cả nhưng mà lại không có được em. Cảnh cáo lần một. Thì chủ tịch cũng phải cho em ảo tưởng một tí chứ. Cái kiểu là chủ tịch có cơm để ăn, cũng phải để cho em có tí cháo để húp chứ lị. Thế bây giờ là thích ở đây đòi quyền lợi hay là về làm việc tiếp đây? Để tôi biết đường mà trừ lương. Thì chủ tịch cứ trừ thì cứ trừ. À không, em đi làm việc chứ. Em đi làm ngay đi ạ. Tôi là người sạch công ty nhá. Cho xe qua đón tôi đi. Cô ơi, cô làm sao thế ạ? Tôi không thở được, tôi mệt quá. Dạ vâng, thế để cháu đưa cô vào trong kia nghỉ một lát nhé. Đây là đâu? Sao cậu lại đưa tôi vào chỗ sang trọng thế này? Cậu cứ để tôi ngồi nhờ ngoài kia là được rồi. Không sao đâu cô ạ. Đây là phòng làm việc của cháu. Cô cứ ở trong này nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Chứ ở ngoài kia nhân viên đi lại nhiều, ồn ào lắm. Thế cô đi đâu? Mà mang nhiều đồ như vậy ạ? Nhà cô ở đâu? Lát con đưa cô về. Tôi ở quê mới lên. Tôi chả biết đường xá gì cả. Đi lang thang mãi. Vừa mới thấy cậu đang tính hỏi đường, ai ngờ mệt quá lại làm phiền cậu. Không có gì đâu cô ạ. Cô lên thành phố để thăm bà con ạ. Tôi chả giấu gì cậu, tôi lên để tìm con gái. Thế bình thường cứ năm bữa nửa tháng là nó về thăm tôi, mà bây giờ nửa năm rồi không thấy nó về, cũng không liên lạc được, không biết nó ở đâu cả. Cô ơi, cô cứ bình tĩnh nhá. Chắc là em nhà có lý do gì đó khó nói thôi. Cháu quen rất nhiều người ở thành phố này, để cháu giúp cô tìm em nhé. Thế thì tốt quá, chăm sự nhờ cậu. Cậu thấy tôi mang theo cả đồ đạc, tôi tính lên trên này làm thuê làm mướn tới khi nào tìm được con mới về. Thế cô có biết là em mình trước đây ở đâu không, để cháu khoanh vùng lại cho dễ tìm? Tôi không biết cụ thể, chỉ nghe nó nói là nó làm việc ở trên này cho một công ty nào lớn lắm. Mà nó là con gái ở quê thật, nhưng mà nó xinh đẹp không kém gì gái thành phố trên này đâu cậu ạ. Thế cơ ạ? Cháu mà gặp bác sớm hơn là có khi là cháu đăng ký làm con rể của bác quá. Cái cậu này đã tốt bụng rồi lại còn vui tính. Ai mà lấy được cậu làm chồng chắc là có phước lắm. Tôi cũng chỉ mong con gái nhà tôi lấy được một người như cậu. Vợ chồng tôi có một mình nó là con. Chồng tôi không may đã mất rồi. Giờ còn hai mẹ con mà nó bật vô âm tín như thế này. Dạ thôi cô ạ, không sao đâu cô.
cô cho cháu xin số của cô. Khi có thông tin gì, cháu sẽ gọi cho cô ngay ạ. Vâng, thế để tôi gửi cậu số điện thoại. Có gì cậu gọi cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi xin phép cậu, tôi không làm phiền cậu nữa. Dạ. Cô ơi, cô có chỗ làm chưa ạ? Hay là cô có bán đồ ăn sáng không? Để cháu thu xếp cho cô bán được công ty của cháu. Khu này nhá, rất đông người qua lại, kiểu gì cũng bán được cô ạ. Được thế thì còn gì bằng nữa. Nói không phải khoe với cậu chứ, ngày xưa tôi thổi xôi mang đi bán khắp làng, ai cũng khen xôi của tôi ngon đấy ạ. Vậy ạ? Vâng, đội ơn cậu nhiều lắm. Làm sao đấy? Mới sáng ngày ra đã bị ông Tào đuổi hay sao? Mặt như cái bị rách thế kia. Chủ tịch ạ, chủ tịch đi làm sớm thế ạ? Ừ, tôi phải đi làm sớm để mà làm gương cho mấy cô chứ. Sao, có cần lên phòng y tế nằm nghỉ một chút không? À, không, không sao, không cần đâu ạ. Em chỉ bị đói. Này, cô ăn đi. Ơ, em xin. Sao chủ tịch mua nhiều xôi đấy? À, ở dưới cổng công ty ấy, mới mở quán xôi. Tôi mua mở hàng cho cô ấy mà. Ở chỗ nào ấy nhở? Sao hôm nay em đi qua mà chẳng nhìn thấy gì cả? Ở cổng chính cơ. Cô đi vào cổng phụ làm sao mà thấy được. Thế nhá, ăn đi rồi về làm việc tiếp. Vâng, em gọi chủ tịch. Ừ. Chết rồi, sao mẹ mình lại bán xôi ở đây? Nguy rồi, bà ấy mà phát hiện là hỏng hết mọi chuyện. Anh! Em tới rồi đây à? Hôm nay lên thăm anh hơi muộn đấy nhá, không nhớ anh à? Có chứ, em đến công ty một cái, bà lên đây luôn còn gì. Đây, anh mua đồ ăn sáng cho em này, em ăn đi. Kinh, hôm nay là ăn xôi cơ đấy. Bình thường anh ghét đồ nếp lắm mà. Nhưng mà xôi cô này làm rất ngon, em cứ thử đi. Anh mua cô bán xôi ở dưới tầng phải không? Anh cho cô ấy bán ở dưới đấy à? Ừ, thấy cô ấy khổ quá cho nên anh tạo điều kiện cho cô ấy làm. Cô ấy bán xôi để có tiền ở lại thành phố để tìm con gái đấy. Cho nên thỉnh thoảng em ủng hộ cô ấy nhá. Em biết là anh tốt, nhưng mà đâu nhất thiết phải để cô ấy bán xôi ở dưới công ty như thế. Nhân viên ra vào rồi còn đối tác nữa, sẽ làm xấu hình ảnh công ty đấy. Đâu, anh thấy bình thường mà. Bán ở đó thì thuận tiện cho mọi người mua, ok mà. Em ăn đi. Cháu chào cô, sáng giờ cô bán được nhiều chưa cô? Dương đây à, hôm nay con có ăn xôi không để cô lấy? Cháu có ạ, nhưng mà để lát nữa đi cô. Bây giờ vẫn còn sớm, để cháu ngồi đây xem có khách, cháu phụ bán với cô. Ngày xưa mẹ cháu ấy cũng nấu xôi ngon y như cô vậy. Nhưng mà từ khi mẹ cháu mất, bây giờ cháu mới được ăn lại hương vị đấy. Cũng chính vì vậy nên cháu trở thành khách ruột của cô đấy. Mà cô này, cô đã có thông tin gì về chị chưa ạ? Vẫn chưa, nó cũng tầm tuổi con ấy, nên cô cứ nhìn con là lại nhớ đến nó. Mà không biết là nó ở đâu sống chết như thế nào nữa. Thôi, vừa sáng sớm ngày ra, cô đừng khóc như vậy. Khách nhìn thấy, lại sợ chạy đi mất bây giờ. Cô cứ yên tâm, có anh Toàn giúp đỡ, cháu tin là chắc chắn sẽ tìm được chị thôi cô ạ. Chết rồi, em quên mất, sáng nay vội quá nên em chưa tắt bếp. Em phải về đã. Tại sao sáng nào đi tới đây cũng chợt nhớ ra là có việc gì gấp thế nhỉ? Chỗ này có vấn đề tâm linh gì à? Sao? Tưởng anh vẫn được cô tiểu thư nào đó giàu có rồi mà.
quay lại tìm tôi làm gì? À, tiểu thư thấm gì đâu so với chủ tịch tập đoàn SVM của em. Có gì thì nói nhanh lên, để người khác biết là không hay ho gì đâu. Em biết là anh đang cần gì mà. Anh đang thiếu tiền, bơm cho ít đi. Lại tiền à? Loại người như anh, ngoài tiền ra không còn gì nữa. Như nhau cả thôi, em cũng vậy chứ còn gì nữa. Cái gì mà bạn gái của chủ tịch tập đoàn, có mà bạn gái của đồng tiền chủ tịch ấy. Mà này, xem thế nào, đưa anh vào công ty sớm đi. Đưa vào sớm ngày nào, tốt ngày ấy, tránh đêm dài lắm mộng. À, cũng có việc cho anh làm đây. Bà già em chẳng hiểu sao mà ngày hôm nay lại lên đây, còn bán xôi trước cửa công ty nữa. Anh xem giải quyết sớm đi, bị phát hiện là toi cả nút đấy. Ok, chuyện bà già bán xôi, chuyện nhỏ, để anh lo. Anh này, làm em hết cả hồn. Này, cái gì đây? Lại xôi. Ngày nào anh cũng xôi. Đường đường là chủ tịch của một công ty, vậy mà anh cứ đi ăn cái thứ xôi vỉa hè này. Anh không thấy xấu hổ à? Thảo, em còn ăn quá rồi đấy. Xôi vỉa hè thì làm sao chứ? Em chưa ăn bao giờ thì đừng cứ chụp nó là mất vệ sinh. Còn nữa, anh nói với em rất nhiều lần rồi, đừng có tỏ thái độ coi thường mọi người ở công ty nữa. Nếu không nhá, mọi người sẽ nghĩ là anh đang dung túng cho em để em làm càn đấy. Anh đừng có mà dạy đời em. Ôi mọi người, nhanh xuống xe nào, cô bày bán xôi đã bị đánh rồi, nhanh lên. Tôi cảnh cáo bà, đây là lần đầu, lần sau còn xuất hiện đây nữa, đừng có trách. Cô có sao không? Cô có đau chỗ nào nữa không ạ? Cô không sao, nhưng mà xôi thì bẩn hết rồi. Thôi bỏ đi cô ạ. Nhưng mà cô có biết hắn ta là ai không? Cô không biết người ấy mà cũng chưa bao giờ gặp cả. Cũng không gây tủ chuốc oán gì với ai. Không hiểu tại sao lại làm như vậy với bà già này chứ. Cô Dương đây ạ? Sao cô lại đến giờ này? Cậu Toàn vừa mới ra ngoài rồi ạ? Dạ, anh Toàn bảo cháu sang đây chơi với cô để cô đỡ buồn, phụ giúp cô nấu ăn luôn. Thấy bảo là hôm nay nhà có khách ạ? Có, tôi cũng thấy cậu Toàn nói vậy. Thế cô vào nhà đi ạ. Dạ. Cô khéo thế này, thả nào lại được chủ tịch nhận vào làm. Hay là cô dạy cháu vài chiêu đi, cháu để làm vốn, sau này đi lấy chồng cô ạ. Tôi có khéo gì đâu mà cô cứ nói quá thế. Chả là hôm tôi bị xã hội đen quậy phá, cậu Toàn thương tình, thế cậu bảo là nhà cậu cũng đang cần người giúp việc, thế cậu bảo về giúp việc cho cậu, thế thôi. Mà gặp được cô với cả cậu Toàn, toàn những người tốt như vậy, tôi thấy mình thật là có phước. Này, định đặt em món gì đấy? À, hôm nay nhiều món ngon lắm. Mà anh quên chưa kể với em là nhà anh ấy vừa có một cô giúp việc mới, nấu ăn không chê vào đâu được. Alo. Được rồi, ok. Này, em lên nhà trước đi nhá, anh đi có việc một lát. Thảo, đúng là con rồi. Con đi đâu mà mẹ tìm mãi, cuối cùng mẹ cũng gặp được con. Thế này là thế nào? Sao mẹ lại ở đây? Con đi đâu mà bật vô âm tín cả nửa năm trời, mẹ xem nào, con có đau ốm ở đâu không? Đừng có đụng vào con. Mẹ có biết là sự xuất hiện của mẹ đã phá nát cái cuộc sống yên ổn con rồi không? Mẹ đi về quê đi, con không muốn nhìn thấy mặt mẹ. Này, cô làm gì vậy? Sao cô có thể làm như thế với mẹ của mình? Bà ấy không phải mẹ của tôi. Cô nhìn tôi như thế này, mày là có một bà mẹ nghèo hèn thế à?
Sao cô có thể ăn nói mất dạy như vậy? Làm gì có người mẹ nào lại có thể nhận nhầm con của mình? Là do bà ấy nhận nhầm hay là do cô? Cô cố tình chối bỏ bậc sinh thành của mình để ra cái vẻ là xứng đôi vừa lứa với chủ tịch. À, không phải việc của cô thì câm cái miệng lại. Anh Toàn, bà ấy không phải là mẹ của em. Anh đừng tin những gì bà ấy nói. Bố mẹ của em anh đã gặp rồi còn gì? Chứ không phải là người cô đưa tới gặp tôi hôm trước là cô Thuê à? Anh nói gì thế? Để em gọi bố mẹ em lên đây nói chuyện với anh cho rõ ràng nhá. Thôi gọi. Tôi đã bắt được kẻ hành hung cô Phương hôm trước rồi. Anh ta đã khai ra mọi chuyện, cả kế hoạch mà cô đưa anh ta vào công ty nhằm lên kế hoạch hãm hại tôi, chiếm đoạt công ty. Cô có muốn tôi đưa anh ta về đây luôn không? Anh Toàn, em không có. Tất cả những gì em làm là bởi vì em yêu anh. Em sợ em nghèo hèn không xứng với anh nên mới đành phải làm như vậy. Em biết em sai rồi, anh hãy tha lỗi cho em được không? Thảo, những gì cậu Toàn nói là thế nào hả con? Mẹ đã dạy con như thế nào? Nói để cho sạch, rách cho thơm. Tại sao con lại dại dột thế? Tại bà, tất cả là tại bà. Bà đã hài lòng chưa? Em thấy thương cô Phương quá. Em không biết cảm giác bị con cái chối bỏ nó sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Bà có tin tức gì của Thảo không anh? Không có. Tôi đã gọi điện mãi rồi nhưng mà không được. Mà thôi, chắc là cũng chả sao đâu. Sau chuyện này rồi cô ấy cũng sẽ hiểu ra thôi. Người thì muốn có mẹ không được, người thì có mà lại không biết trân trọng. Hay là cô nhận cô ấy là mẹ nuôi đi, rồi hàng tháng bọn mình về thăm mẹ. Bọn mình? Em với chủ tịch à? Ừ. Anh muốn đưa em dạo quanh thành Vinh ngày nắng. Anh muốn cho em nhìn ngắm thành Vinh ngày mưa. Được cùng nhau bước qua làn sương lạnh. Thành phố hiện lên mặc áo gió bức tranh. Chậm chậm cùng anh em đêm lướt qua.